Bảo Điền Bất Động Sản xin mến chào cô chú chị. Cũng như thường ngày em Điền quay review đất ha, anh em Điền xin được lên cho cô chú chị một siêu phẩm ha, một đất vườn giáp ngay sông Hỏa, rất là đẹp luôn, sông nước mênh mông luôn anh chị ha. Và bám theo mặt tiền đường là 55 m, gần 2.600 m². Đó, một đất vườn rất là đẹp luôn anh chị. Rồi thì xíu nữa em sẽ review chi tiết cái bất động sản đó sau nha. Thì hiện tại em Điền đang có mặt ở đây là ở xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Và cái hướng em Điền quay trước mặt theo cái hướng xe tải chạy ha, thì mình di chuyển khoảng 300-400 m thôi, mình sẽ giao với lại quốc lộ 55 mới, hay là quốc lộ 55 mình đi được, rẽ trái mình sẽ đi được suối nước nóng Bình Châu này, và đi qua được Bình Thuận luôn ha. Còn rẽ hướng ngược lại mình sẽ di chuyển khoảng 5 cây thôi là mình sẽ gặp ngay trung tâm thị trấn Phúc Bửu cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc anh chị ha. Và mình đi được hướng Sài Gòn luôn anh chị. Từ đây mà đi Sài Gòn thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ ha, và ngược lại ha, Sài Gòn về đây cũng mất 2 tiếng đồng hồ thôi. Và hướng ngược lại đây mình sẽ đi thông luôn là trước mắt là mình đi khoảng đâu đó là 2 cây số ha, là mà mình gặp ngay ngã tư Xuyên Mộc này, cũng như là trung tâm xã Xuyên Mộc ha, chợ, ủy ban, trường học các cấp, trạm y tế, Bách Hóa Xanh vân vân, mọi thứ nằm ở đó ha. Còn mình đi thẳng nữa mình sẽ đi được Suối Rao này, Châu Đất này, đi được thành phố Hồ Chí Minh luôn ha, đi được thành phố Bà Rịa vân vân. Nói chung là tuyến đường thông thương đi được nhiều huyện ha. Rồi bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu tới đây thì cách cái lộ này vô khoảng đâu đó là 900 m thôi anh chị, cũng tương đối là gần ha. Bất động sản mình nằm đằng sau cái công ty may mặc ha, Style này. Thì công ty này đang có khoảng là hàng ngàn nhân viên trong này ha, đang làm việc trong này. Ở nay chủ nhật nên là công nhân được nghỉ anh chị ha. Đó, xung quanh bất động sản mình có rất là nhiều khu nghỉ dưỡng resort ha. Đây là có thể thấy nè, Pumpkin Resort này. Bất động sản mình rất là tiềm năng anh chị ha. Bây giờ em mời cô chú chị ha, theo chân em Điền, sẽ đi vào bất động sản đó nha. Từ lộ vô thì nói chung là xung quanh thì dân cư cũng tương đối là đông đúc anh chị. Điện đài đầy đủ anh chị ha. Khí hậu ở đây rất là mát luôn. Đặc biệt bất động sản mình gần sông Hỏa rồi mà cũng gần rừng nữa, đâm ra khí hậu rất là mát, đúng chất là bất động sản vườn luôn. Rất thích hợp cho cô chú chị nào mà làm cà phê sân vườn hoặc là làm nhà hàng ha, nhà hàng sân vườn này kia đó, rất là thích hợp luôn, cách lộ vô cũng gần. Hiện tại thì đã có mặt tại ngay vị trí bất động sản của mình rồi anh chị ha. Bất động sản mình là giáp cái sông Hỏa này luôn anh chị ha. Sông nước mênh mông luôn. Khí hậu rất là mát. Hồi nãy em Điền quên giới thiệu ha, cái biển gần nhất mà mình gặp là mình đi được biển Bông Trang ha. Tương lai thôi, tương lai mình sẽ đi gần nhất là biển Bông Trang. Tại sao em Điền nói tương lai? Tại vì ngay cái chỗ mà giao với lại cái quốc lộ 55 đó, cái tuyến đường đó mà giao quốc lộ 55 á, thì tương lai nó sẽ phóng một con đường ha, đi thẳng xuống biển luôn. Đó, nó cũng tương tự giống như cái con đường của xã Bưng Riền vậy gì ha. Đó, mình đi biển Hồ Cốc rồi đó. Thì nó cũng như vậy. Thì phóng xong thì mình đi xuống biển bãi tắm công cộng Bông Trang thì khoảng đâu đó là 6 cây số thôi anh chị. Rất là gần đó. Tương lai Sài Gòn về đây thì đi bằng tuyến đường này ha, đi đường này về Bông Trang và Hồ Tràm đồ được luôn anh chị. Đó. Rồi. Thì mình quay lại vấn đề chính ha, bất động sản mình thì ngay đây có là 55 m mặt tiền đường này ha. Đường này là đường nhà nước anh chị nha. Đường hiện tại là đường bê tông thôi. Thì đường này rộng khoảng đâu đó là 5 m. Xe ô tô 7 chỗ hay là xe lớn thì đi thoải mái. Hồi nãy em Điền quay thì em Điền đi từ đường nhựa vô thì bất động sản mà mình đi di chuyển ra khoảng 100 m thôi là mình đụng ngay đường nhựa đó ha. Thì ranh của mình đây ha, từ giáp ngay hồ này qua, giáp ngay sông này qua chị ha. Sông này qua bên này là 55 m. Hiện tại trên đất mình thì đang có sẵn một cái nhà vườn nhỏ luôn và mười mấy 20 cây nhãn anh chị. Anh chị có thể thấy nè, nhãn rất là tốt, đâm bông kết trái nè. Chắc tầm khoảng 1 tháng 2 tháng nữa thôi là có nhãn ăn rồi anh chị ha. Đất rất là tốt luôn. gần 2.600 m². Hiện tại bất động sản mình thì đang phụ hầm toàn bộ, hiện tại thì chưa có thổ cư thôi, nhưng mà mình có thể lên thổ cư bất cứ lúc nào anh chị ha, tùy theo cái nhu cầu sử dụng thổ cư của mình. Đó. Đất vườn rất là đẹp, một bất động sản mà đất vườn nó đã diện tích nó đã nhiều rồi mà còn giáp sông nước nữa thì giá trị nó rất là tốt luôn ha anh chị. Qua tới đây là 55 m ha, qua tới đây là 55 m, sâu vào trong là 46 m anh chị ha. Nói chung là bất động sản mình thì tương đối là vuông vức. Trên đất thì có một cái nhà ha, nói chung là nhà cũng được gọi là ở được, giá trị thì không có ha, giá trị thì không có giá trị nhưng mà ở được. Hiện tại gia chủ mình đang cho người ở nhờ, ở thuê rồi trong coi vườn thôi anh chị. Giá thì em đi cũng xin được báo giá luôn anh chị ha, giá đang ngợp anh chị. Gia chủ mình chốt là 4,9 tỷ anh chị ha. Chắc có thể là gia chủ mình sẽ bớt thêm giấy tờ thôi chứ không có thương lượng nhiều anh chị. Ở sau bất động sản mình là cũng là nhà dân. Rào ranh của mình thì đi theo cái kẽm B40 này ha, kẽm B40 ở phía sau đây. Đó. Thì bất động sản mình trên đất thì có mười mấy cây nhãn rồi, có nhà thôi, còn lại phần đất trống hết, cũng không có gì nhiều. Gió điều hiu rất là mát luôn. Từ Sài Gòn có di chuyển về đây thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ cũng gần. Có cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu về nữa thì em nghĩ là đi khoảng 1,5 tiếng nữa thôi ha, đi 1,5 tiếng là tới vị trí bất động sản mình rồi, rất là gần, tiện ích, tiện nghi đầy đủ. Điện nước thì đầy đủ rồi anh chị ha, có thể thấy này là trụ điện này. Chỗ này thì khoan nước giếng thì khoảng 10 mấy 20 mét là có nước rồi, vi vu rồi. Hiện tại nhà mình đang xài nước giếng đào. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản đất vườn này thì hãy liên hệ em điện nha, 07 886 688 34. Rồi, em điện cũng xin được cảm ơn cô chú chị đã quan tâm và theo dõi kênh của Đèn thời gian vừa qua, và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau của em Điền. Xin chào.